được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một cặp nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của cặp nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến cho khách hàng. Cũng như cặp nhà này thì đang có diện tích từng căn là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 16m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng và 4 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, cũng như mình sẽ có 5 phòng ngủ chính cũng như 7 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng đông nam, phù hợp với hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của hai căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá và hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến cho khách hàng. Cũng như căn nhà phía bên tay phải thì xây thấp hơn một lầu cho nên chỉ với giá 9 tỷ 200 triệu đồng còn thương lượng, và căn ở phía bên tay trái thì xây cao hơn một lầu cho nên là đang có giá là 10 tỷ 200 triệu đồng còn thương lượng cho khách hàng. Thiện chí cũng như hai căn nhà này, một căn là 9 tỷ 2 và một căn là 10 tỷ 2 là giá đã bao gồm tặng toàn bộ nội thất bên trong khi khách hàng mua căn nhà này. Và đặc biệt của căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và khu này thì bán hết rồi, chỉ còn sót lại hai căn nhà mới được xây dựng sau. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin quay video để gửi đến khách hàng đang có nhu cầu và đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà giảm giá nằm trên một con hẻm một sẹt thuộc đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Thì khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được Nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem. Với cặp nhà giảm giá và chỉ cách đường trục chính đường Lê Đức Thọ tầm gỡ khoảng độ 40m thôi, phía ngoài là trục đường chính đường Lê Đức Thọ, một con đường xe hơi xe tải di chuyển vào bên trong căn nhà rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với con đường phía ngược lại thì nằm ngay với lại cái ngã ba, sát với lại một cái ngã ba để mình có thể di chuyển xe hơi, mình có thể quay đầu cũng như mình có thể đi thẳng với hai hướng, hướng rẽ trái và hướng rẽ phải. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn nhà ở phía bên tay trái để gửi đến cho khách hàng. Với căn nhà được thiết kế cao hơn một lầu và mình có tới 5 phòng ngủ chính cũng như 7 nhà vệ sinh, và mình có một cái phòng vệ sinh master có bồn tắm nằm, bồn tắm xông hơi. Với hai căn nhà này thì đều có thiết kế bồn tắm xông hơi, có bồn tắm nằm. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Thì phía bên ngoài thì sẽ có một cái khoảng vỉa hè khoảng độ 2m để mình để xe gắn máy, cũng như mình sẽ chiếu sơ qua cái khu vực phía bên trong khu vực gara xe của căn nhà 9 tỷ 200 triệu, và di chuyển lại căn nhà 10 tỷ 200 triệu để cho khách hàng tham quan. Với toàn bộ cửa bên ngoài căn nhà mình thì được thiết kế có 3 lớp cửa, sẽ có một bộ cửa sắt phía bên ngoài để bảo vệ cho căn nhà, tiếp đến mình có thêm một bộ cửa cuốn, và kế tiếp mình có thêm một bộ cửa bên trong, cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà rất là kiên cố và rất là chắc chắn. Và di chuyển vào bên trong là khu vực để gara xe căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế khu vực phía bên ngoài mình có thể để tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà rất là rộng rãi và thoải mái, cũng như sàn nhà mình để được lót gạch đá 60 1m2, và hai bên tường thì mình có những cái màu sơn để mình có thể lau chùi rất là thoải mái, và những cái mảng 3D trang trí rất là đẹp. Cũng như di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có một cái tam cấp để di chuyển lên khu vực không gian phòng khách và một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực gara xe ở dưới tầng trệt của căn nhà. Và đây là một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại, cũng như căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá. Thì quý khách hàng đang xem video cũng như đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà chỉ với giá 10 tỷ trên dưới 10 tỷ thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được Nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem một căn nhà đẹp để thuận tiện quý khách hàng mua để ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán thêm. Với căn nhà đã được các chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm, và với căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại mới nhất năm 2022 với công năng sử dụng cũng như
với cách thiết kế mới và để mình có thể lấy được chọn những cái làn gió mát cũng như những cái ánh sáng vào bên trong căn nhà. Và đây là khu vực không gian phòng khách căn nhà mình, sẽ có một bộ bàn ghế sofa cũng như tivi tặng kèm và một bộ bàn ghế, cũng như mình có những cái lam trang trí, và hai bên tường mình có những bức tranh trang trí rất đẹp, và phía bên trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao. Với căn nhà được thiết kế và sơn cho mình có những cái mảng tường được sơn chất liệu sơn màu xi măng rất là bền và rất là đẹp, nên mình có thể lau chùi rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Thì quý khách hàng đang xem video cũng như đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà giảm giá nằm tại trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã ba Lê Đức Thọ cũng như Lê Văn Thọ, thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem một căn nhà đẹp mà đang được anh chị chủ nhà giảm giá này. Đây là khu vực không gian phía bên trong, nhìn từ không gian phòng khách ra khu vực gara xe của căn nhà. Thì phía bên ngoài gara xe mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Với bề dài căn nhà lên đến 16 mét và được anh chị nhà xây dựng hết đất cũng như được đúc kiên cố một trệt một lửng, và căn này thì có tới 4 lầu. Thì mình sẽ có 5 phòng ngủ chính và một phòng ngủ master, có bồn tắm nằm cũng như phòng khách, phòng bếp, gara để xe hơi. Đây là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế phòng bếp đưa lên phía bên trên tầng lửng, cho nên là nguyên một cái tầng lửng này chỉ chiếm trọn nguyên một cái phòng phòng bếp, với những cái mảng tường được ốp trang trí rất là đẹp, cũng như cửa sổ mở ra phía trước lấy gió và ánh sáng, cũng như tủ bếp. Kệ bếp căn nhà mình thì được làm bằng chất liệu gỗ an cường, rất là bền và rất là đẹp, và với một bộ bàn ăn 6 ghế được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm. Bên trong không gian phòng bếp thì mình có máy hút khử mùi, lò vi sóng cũng như bếp điện từ và lavabo để rửa chén bát cũng như kệ để chén bát, và phía bên trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và với căn nhà đang có hướng là hướng đông nam, một cái hướng rất là mát, và với một căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá, thì quý khách hàng nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem một căn nhà đẹp nằm tại trục đường thông thuộc đường Lê Đức Thọ, phường 13 quận Gò Vấp này. Căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ và là nằm trên con hẻm một xẹt, thuận tiện để quý khách hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán hàng online thì rất là thuận tiện. Với căn nhà được thiết kế full nội thất tặng kèm, mình có tới 5 phòng ngủ chính, và căn nhà này mình có thể làm được 6 phòng ngủ rất là thoải mái, thì thuận tiện để quý khách hàng mua để đầu tư cũng như cho thuê và mở khách sạn thì rất là tuyệt vời, với con hẻm một xẹt, hẻm xe hơi. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Phía ngoài toàn bộ cửa căn nhà mình được làm bằng gỗ và sàn nhà mình cũng được lót gỗ, và bên trong không gian phòng ngủ thì đã được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm rất là đẹp. Mình có giường, tủ, kệ để tivi, bàn trang điểm, bàn làm việc. Phía trước mình có ban công, mình ra bên ngoài vui chơi cũng như hóng mát. Với căn nhà được thiết kế cũng như xây dựng hết đất, cho nên là không gian phòng ngủ căn nhà mình rất là rộng và được các chị nhà thiết kế rất là đẹp, với nhiều công năng sử dụng bên trong căn nhà, và tủ quần áo cực kỳ là lớn cũng như nhà vệ sinh rất là lớn. Căn nhà mình thì được thiết kế có nhà vệ sinh, có bồn tắm nằm rất là rộng. Đây là khu vực không gian nhà vệ sinh, thì toàn bộ bên trong nhà vệ sinh căn nhà mình sẽ có gương soi, gương cảm ứng, và nhà vệ sinh rất là lớn, có vách ngăn tấm kính, cũng như căn nhà mình được thiết kế lệch tầng thì mình sẽ có một cái giếng trời ở khu vực hành lang cầu thang để lấy gió và ánh sáng vào tất cả các căn phòng cũng như nhà vệ sinh, với hai giếng trời được các chị nhà thiết kế rất là thoáng và rất là mát, một cái ở khu vực hành lang cầu thang và một cái khu vực ở phía sau căn nhà rất là thoáng và rất là mát. Đây là khu vực không gian phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế full nội thất tặng kèm rất là đẹp và được các chị nhà thiết kế rất là thoáng và rất là mát, có cửa sổ để mở ra tất cả các phòng ở phía bên ngoài cũng như cửa sổ để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Và tiếp tục thì nhà đất Hoàng Tiến xin di chuyển lên khu vực lầu 2, mình sẽ đến với khu vực không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4.
Thì quý bạn đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh để được Nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật những căn nhà giảm giá lên để chúng ta tham quan cũng như lựa chọn. Và như cặp nhà này thì với diện tích đồng giá như nhau và căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang quay video thì được anh chị xây cao hơn một lầu và có nhiều phòng hơn, cũng như được anh chị nhà thiết kế có phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm rất là rộng rãi và rất là thoáng mát, với một căn nhà đẹp đang được anh chị chủ nhà giảm giá. Thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được Nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem. Một căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày rất là nhanh và gọn lẹ, với căn nhà được anh chị hỗ trợ qua ngân hàng nếu gia đình mình có nhu cầu. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4 căn nhà, mình có 4 phòng ngủ là giống nhau, và di chuyển lên lầu 3 thì mình sẽ có thêm một phòng ngủ và một cái phòng vệ sinh master có bồn tắm nằm. Tổng cộng căn nhà mình có tới 6 7 phòng, có 5 6 phòng. Cho nên là rất là thuận tiện để khách hàng mua để ở và mở văn phòng công ty, với căn nhà được thiết kế full nội thất rất là đẹp và nằm trên một con hẻm thông. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã ba Lê Đức Thọ và Lê Văn Thọ. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế một trệt, một lửng và 4 lầu. Cũng đang sử dụng căn nhà mình sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, và mình có 5 phòng ngủ chính cũng như 7 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng đông nam, hợp với hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và căn nhà mình thì được thiết kế phòng ngủ số 5 sẽ không có nhà vệ sinh, cho nên phòng ngủ này rất là rộng, một cái phòng ngủ master và có một cái nhà vệ sinh master ở phòng ngủ số 6 được các chị nhà thiết kế từ ra một phòng. Đây là không gian phòng ngủ master, phòng vệ sinh master có bồn tắm nằm và có gương soi, cũng như bên trong mình có một cái bồn tắm. Bồn tắm này thì mình có thể tắm được hai người, rất là thoải mái. Và phía bên trên thì mình được ốp trần nhựa giả gỗ trang trí rất là đẹp, có vách ngăn, tấm kính cũng là lavabo bàn cầu và những cái mảng đá trang trí rất là đẹp, được ốp lên cao kín tường. Và kế bên thì mình có cửa sổ để lấy gió và ánh sáng. Với một căn nhà đẹp và chỉ với giá từ 9 tỷ đến 10 tỷ 200 còn thương lượng, thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà nào phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được Nhà đất Hoàng Tiến đón quý hàng đi xem. Một trong hai căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, và anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Với căn nhà cũng như cặp nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng thì rất là thuận tiện để cho anh chị mua bán cũng như có nhu cầu vay thêm tiền để mua căn nhà này thì rất là thuận tiện. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian lầu 4 của căn nhà. Lầu 4 căn nhà mình thì mình sẽ có một cái phòng, một cái phòng mini ở bên trong và một cái sân thượng, một cái khu vực sân thượng rất là chill ở phía trước của căn nhà, rất là đẹp. Và phía bên trên mình có một cái lam, những cái lam sắt và để mình có thể là treo những cái lãng hoa, cũng như phía bên dưới được cái chị của nhà trồng với mình rất là nhiều những cái mảng cây xanh rất là đẹp. Cũng như hai bên mình có hệ thống đèn chiếu sáng với căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá, thì khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được Nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem. Một trong hai căn nhà chỉ với giá 9 tỷ đến hơn 9 tỷ là khách hàng có thể sở hữu cho mình ở một trong hai căn nhà đẹp này. Và khu vực phía sau căn nhà là khu vực phòng giặt cũng như sân phơi, cũng được cái chị nhà che chắn rất là kỹ càng và có trồng như mình những cái mảng cây xanh rất là đẹp, cũng như rất là thoáng và rất là mát, với không gian chính trời ở phía sau rất là rộng, được anh chị nhà mở cửa sổ rất là thoáng và rất là mát. Căn nhà này thì đang có hướng là hướng đông nam, phù hợp với hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch và nằm trên một con hẻm một sẹt đường Lê Đức Thọ thuộc phường 13 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, một con hẻm thông khu bàn cờ rất là thuận tiện để mình mua ở và mở văn phòng công ty cũng như di chuyển xe hơi, không phải quay đầu, mình có thể đi thẳng luôn, rất là thuận tiện.
Rồi video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.